Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Anna Trần. Hôm nay Anna sẽ chia sẻ với chúng ta một số kiến thức hữu ích dành cho các bạn chuẩn bị hoặc mới học nail. Và cụ thể Anna sẽ chia sẻ với chúng ta một số loại cỏ thông dụng dành cho người mới học nail. Đối với việc trang trí móng tay thì chúng ta sẽ sử dụng một số cỏ để có thể thao tác. Vậy các cỏ để có thể thao tác đó là các cỏ nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng loại một. Loại cỏ đầu tiên cơ bản nhất Anna muốn chia sẻ sẽ là chấm bi. Hầu như bạn nào mới bắt đầu học nail đều sử dụng loại cỏ này. Chấm bi thì có nhiều hình dạng cũng như nhiều kích thước. Thông thường thì đầu chấm bi sẽ có dạng tròn. Tùy thuộc vào sở thích và nhu cầu, chúng ta muốn vẽ họa tiết lớn thì chúng ta mua đầu chấm bi to. Còn muốn vẽ họa tiết nhỏ thì chúng ta mua đầu chấm bi nhỏ. Cứ lần lượt như vậy, tùy ý chúng ta sáng tạo ra các họa tiết bằng cỏ chấm bi này. Và cũng thông dụng cơ bản như cỏ chấm bi chính là cỏ râu. Cỏ râu hay còn được gọi là cỏ tóc, cỏ nét tùy thuộc chúng ta gọi. Nhưng cụ thể cũng là một cây cỏ, gồm có một sợi lông nhỏ phía trên đầu, thanh mạnh. Cỏ này cũng chia ra thành nhiều loại, nhiều kích thước. Thông thường kích thước sẽ được tính theo chiều dài của lông cỏ. Và thông dụng nhất chúng ta sẽ gặp là cỏ 9mm. Ngoài cỏ 9mm ta cũng có loại cỏ 7mm ngắn hơn hoặc loại dài hơn 11mm. Và ngoài sự khác biệt về độ dài lông cỏ ra thì cỏ râu còn khác nhau ở độ mạnh và dày của lông cỏ. Ví dụ như ở đây chúng ta có cỏ lông dày cũng 9mm độ dài, nhưng mà lông nhiều hơn, dày hơn, vì thế chúng ta dùng để vẽ các nét đậm, to. Còn nếu bạn muốn vẽ nét mỏng hơn nét này thì chúng ta sử dụng cỏ cũng 9mm nhưng mà mỏng hơn, mạnh hơn để vẽ ra các nét mạnh hơn. Vì thế tùy thuộc vào theo sở thích chúng ta sẽ sử dụng cỏ lông mạnh hay là lông dày. Ngoài ra thì bạn cũng có thể sử dụng các loại lông kích thước khác, ví dụ như bạn muốn vẽ các đường cong ngắn thì có thể sử dụng cỏ ngắn dạng 7mm. Đối với các cỏ ngắn thì chúng ta sẽ vẽ được các đường cong dễ hơn các cỏ dài. Và cũng ngược lại, các bạn muốn vẽ các đường dài thì cỏ dài sẽ tiện hơn cỏ ngắn. Vì thế, tùy thuộc vào theo sở thích và nhu cầu của bạn, bạn muốn vẽ các nét như thế nào hoặc chúng ta quen tay xài loại nào mà các bạn có thể lựa chọn cỏ cho phù hợp. Ngoài cỏ râu ra thì chúng ta cũng có một loại cỏ gần giống như cỏ râu, đó chính là cỏ nét chông chai. Cỏ nét chông chai này có một ưu điểm khá lớn, đó chính là cỏ và treo có sẵn hết trong một chai. Chúng ta không cần phải mua riêng màu để vẽ bên ngoài như cỏ râu hoặc cỏ chấm bi, mà loại cỏ này có một chai treo vẽ bên trong đi kèm. Bạn chỉ cần mở nắp ra, phần nắp dính kèm một cây cỏ, ta chuốt cỏ và lần lượt sử dụng. Loại cỏ này chúng ta sẽ sử dụng tương tự như cỏ râu. Cụ thể là thay vì bạn phải sử dụng cỏ râu chấm vào treo vẽ rồi mới vẽ lên móng, thì khi bạn sử dụng cỏ nét, bạn chỉ cần vặn mở nắp ra, chuốt cỏ bén trái phải và sau đó đặt lên móng để vẽ. Hai loại cỏ này có thể sử dụng tương tự với nhau. Đến đây là Anna đã chia sẻ với chúng ta được 3 nhóm cỏ: chấm bi, cỏ râu và cỏ nét. Ngoài ra, chúng ta cũng hay sử dụng một loại cỏ thông dụng khác nữa, đó chính là cỏ bạn. Đối với cỏ bạn cũng chia ra thành nhiều loại. Loại cỏ bạn vuông thì có loại vuông to, vuông nhỏ hoặc là cỏ bạn tròn. Tuy hình dáng và kích thước của các loại cỏ bạn khác nhau, nhưng chúng cũng có cùng một cách sử dụng và công dụng. Cụ thể là bạn chỉ cần lấy vào treo vẽ, sau đó tán treo ra. Rồi lần lượt đặt lên móng để vẽ. Đối với cỏ bạn thì tùy loại hoa văn mà chúng ta sử dụng cỏ cho phù hợp. Chi tiết cách sử dụng các loại cỏ bạn như cỏ bạn vuông hay cỏ bạn tròn thì Anna đã có chia sẻ rất nhiều các bài cơ bản. Các bạn nào chưa biết có thể lít vào chữ Y bên góc phải trên cùng này. Anna sẽ đính kèm các video cũ ở đó. Các bạn lít vào để tham khảo cách để có thể sử dụng cỏ bạn cơ bản. Còn ở đây chúng ta sẽ phân tích về công dụng của nó hơn. Tùy theo các họa tiết muốn vẽ mà chúng ta sẽ lần lượt sử dụng cỏ vuông có độ lớn tùy ý hoặc cỏ tròn. Và ngoài việc sử dụng 4 loại cỏ Anna vừa mới chia sẻ để vẽ ra các họa tiết trên móng ra, thì thông thường chúng ta còn sử dụng các loại cỏ để vẽ nội. Cụ thể là chúng ta sẽ sử dụng cỏ 3D round, cỏ vẽ nội. Đối với cỏ vẽ nội thì thông thường chúng ta sẽ thấy được hai dạng, dạng đầu dẹp và dạng đầu tròn. Dạng đầu dẹp tức là phần đầu này chúng ta thấy dạng xòe ra, bấm dẹp. Còn cỏ đầu tròn thì có phần đầu giống như một cây viết là tròn, không có phần bản dẹp. Cách sử dụng của cỏ tròn và cỏ dẹp cũng như nhau, tùy thuộc vào chúng ta quen tay sử dụng cỏ nào. Còn cách sử dụng của cỏ hoa nội thì ta chỉ cần nhúng vào phần lưu huỳnh, sau đó lấy bột nội và đặt lên móng,
lần lượt sử dụng cỏ này để tán ra các họa tiết mà chúng ta muốn. Vì là vẽ nổi nên các họa tiết sau khi được vẽ ra bằng bột thì sẽ nổi lên trên mặt móng và có độ 3D. Đối với kỹ thuật vẽ nổi thì cũng như các loại kỹ thuật vẽ khác, rất đa dạng cho bạn sáng tạo. Bạn có thể vẽ ra các họa tiết hoa, thú, fantasy, tùy ý bằng kỹ thuật này. Và cũng như bốn loại cỏ trước Anna đã chia sẻ, loại cỏ nổi này Anna cũng đã chia sẻ rất nhiều video cách sử dụng và để tạo ra các họa tiết hoa vô cùng đẹp mắt. Các bạn có thể dễ dàng xem lại ở phần đính kèm. Còn đến đây là Anna đã có thể chia sẻ xong với chúng ta được các loại cỏ cơ bản dành cho các bạn mới để chúng ta có thể nhận biết đồng thời phân biệt giữa các loại cỏ với nhau. Nếu bạn thấy video của Anna bổ ích, hãy nhấn like và nhấn chia sẻ để bạn bè cùng xem. Nhớ hãy nhấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để đón xem các video mới hơn của Anna. Xin chào và hẹn gặp lại.